Ủy ban nhân dân thành phố Huế triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và phát động phong trào thi đua năm 2021. Thừa Thiên Huế triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, trong đó việc thực hiện bộ chỉ số đánh giá DDCI mang lại nhiều kết quả tích cực. Đại dịch COVID-19 khiến cho cuộc chuyển đổi số trong giáo dục tăng tốc mạnh mẽ hơn trong công tác dạy và học tại các trường đại học. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay thứ ba ngày 5 tháng 1. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và phát động phong trào thi đua năm 2021. Dự hội nghị có ông Phan Thiên Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế. Năm 2021, thành phố Huế đặt mục tiêu thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng vững chắc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12. Trong đó ưu tiên phát huy mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp đô thị Huế, tăng cường quản lý đi đôi với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo điều kiện phát triển khai thác hiệu quả các hoạt động du lịch dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hoạt động khởi nghiệp. Thành phố Huế nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó tổng thu ngân sách đạt trên 986 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng 10% so với năm 2020, thu nhập bình quân đầu người 2.700 đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 8 đến 10%, giá trị sản xuất hàng xuất khẩu 150 triệu đô la Mỹ. Hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 9.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1% so với năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, năm 2021, thành phố Huế sẽ huy động tối đa các nguồn lực, tập trung thực hiện 5 chương trình trọng điểm và 7 dự án trọng điểm trong năm 2021. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện và phát triển các dịch vụ kinh tế về đêm như nâng cao chất lượng phố đi bộ Võ Thị Sáu, Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, hình thành chợ đêm Đông Ba, phố ẩm thực đêm Trương Đình, phố đêm Lê Huân, Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm, chỉnh trang công viên, điện chiếu sáng hai bờ sông Hương. Đồng thời hỗ trợ tháo gỡ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển và phục hồi sau thiên tai dịch bệnh. Năm 2021 thì thành phố cũng thực hiện cái mục tiêu kép của phòng chống dịch và tận dụng mọi cơ hội để phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đã đưa ra 14 các chỉ tiêu, trong đó có 7 cái chương trình trọng điểm và 5 dự án trọng điểm. Thì tập trung chính là công tác di dời giải phóng mặt bằng khu vực kinh thành Huế, tập trung chỉnh trang đô thị và xây dựng hạ tầng đô thị dọc hai bờ sông Hương để gắn với việc phát triển các cái dịch vụ về đêm cho thành phố. Trong năm đến thì thành phố Huế cũng triển khai rất nhiều các cái dự án trên trọng điểm trên địa bàn thành phố như đường Hà Nội, cầu Chui, đồi Vọng Cảnh và một số các cái dự án thực hiện theo cái chương trình của tỉnh về xây dựng thành phố xanh, dự án Green City. Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021, thành phố Huế tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, duy trì và phát triển các nguồn thu ổn định, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu giao, đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhằm xây dựng thành phố Huế đến năm 2025 không có ma túy, trộm cướp, trẻ em thất học, có con người sống văn hóa nhân ái và thân thiện, có đô thị xanh sạch văn minh, có chính quyền gần gũi, thương yêu nhân dân, có kinh tế phát triển đột phá trên nền tảng kết hợp giá trị di sản, tri thức và hội nhập. Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 286 triển khai chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, gắn với giữ vững ổn định chính trị xã hội, khai thác hiệu quả lợi thế của tỉnh nhằm tận dụng những cơ hội và giảm thiểu các thách thức tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đồng thời tập trung triển khai chương trình số 22 của tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Theo đó, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau: hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách kinh tế của tỉnh và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm, xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh xã hội và an ninh quốc phòng, bảo vệ tài nguyên môi trường phát triển bền vững, đào tạo phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tăng cường công tác thông tin và dự báo đánh giá,
củng cố tăng cường cơ chế phối hợp giám sát triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Với định hướng phát triển là đô thị hiện đại, trung tâm du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, đô thị phát triển các ngành công nghiệp sạch và công nghiệp kỹ thuật cao, chân mây Lăng Cô đang được quan tâm đầu tư trở thành đô thị động lực của tỉnh. Trong quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chân mây Lăng Cô được định hướng phát triển thành đô thị loại 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị chân mây với tính chất phát triển là khu vực đô thị quan trọng của khu kinh tế chân mây Lăng Cô. Dự báo đến năm 2025, dân số đô thị chân mây khoảng trên 130.000 người, diện tích đất xây dựng đô thị hơn 3.439 ha. Khu kinh tế chân mây Lăng Cô đến nay đã cấp phép đầu tư 49 dự án với vốn đầu tư đăng ký 81.915 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 1.940 ha, trong đó có 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký khoảng 55.737 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 540 ha. Nhiều nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang tìm hiểu nghiên cứu đầu tư. Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh đang tập trung thu hút kêu gọi đầu tư phát triển dự án đô thị nhà ở, du lịch, bến container và các dự án phụ trợ sản xuất lắp ráp ô tô, thiết bị điện tử thuộc các ngành công nghiệp sạch và công nghiệp kỹ thuật cao. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều hoạt động thực hiện cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế địa phương. Một trong những hoạt động quan trọng trong việc thực hiện chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp là trong năm 2018, Thừa Thiên Huế thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI. Đây là bộ chỉ số nhằm giúp doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát cả hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh. Qua 3 năm triển khai hoạt động này đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và tạo động lực thu hút đầu tư. Năm 2020, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế DDCI. Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng các sở, ban, ngành và địa phương về chất lượng điều hành kinh tế và đóng góp vào việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, các điểm mới trong đánh giá DDCI 2020 là câu hỏi khảo sát được thay đổi dựa trên ý kiến của doanh nghiệp khảo sát và kết quả đánh giá PCI 2019. Từ đó, kết quả đánh giá DDCI 2020 phản ánh thực tế hơn công tác điều hành kinh tế của sở, ban, ngành và địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2020. Thừa Thiên Huế cũng đã tăng tới 10 bậc trong cái PCI ấy, thì nó cũng là một phần đóng góp khá tích cực trong các cái chỉ số của các thành phần của cái hình ảnh của sở, ban, ngành đối với doanh nghiệp thì nó cải thiện đáng kể. Và chúng tôi cũng làm một việc mà như chúng tôi có trao đổi ấy, là chúng tôi phải đi làm việc với doanh nghiệp rất cụ thể và trao đổi luôn là cái tầm quan trọng như này với và trao đổi họ hiểu rất rõ về vấn đề DCI. Thì khi họ hiểu rõ rồi thì họ thông cảm hơn cho sở, ban, ngành và việc đánh giá của họ một cách rõ ràng, minh bạch và nó tin cậy hơn. Cái bộ chỉ số DDCI đánh giá các sở, ban, ngành, đây là một cái bước phát triển rất quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp. Có thể nói cái việc đánh giá này nó là sự khát vọng của doanh nghiệp, vì qua cái sự đánh giá này thì cộng đồng doanh nghiệp thấy mình được cởi mở hơn, được nói lên những cái điều khát vọng của mình. Và nó cũng làm tác động ngược lại, đó là sự chuyển biến của các cơ quan, ban, ngành ủng hộ, hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển doanh nghiệp. Và đây là năm thứ ba. Thì năm thứ ba so với các năm trước thì rút kinh nghiệm nhiều hơn. Chính vì vậy cái sự đánh giá của các doanh nghiệp nó được tiếp cận sát hơn, sâu hơn và phản ánh trung thực hơn. Trên cơ sở đó, bộ chỉ số DDCI được xây dựng với mục đích kép, một mặt trao quyền cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát cả hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh. Mặt khác, đặt cả cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào tâm thế thường trực cải cách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ thực hiện, qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Ngoài ra, hiệu quả đánh giá DDCI năm 2019 cũng đã góp phần tăng 10 bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI từ vị trí 30 lên 20 của Thừa Thiên Huế. Chuyển động từ chỉ số DDCI thì chúng tôi thấy là có một cái sự chuyển động rõ rệt tác động đến nâng cao chỉ số PCI của Thừa Thiên Huế và xây dựng hình ảnh cũng như là thu hút đầu tư và cũng góp phần tạo ra một cái tăng trưởng và quan trọng hơn là xây dựng một cái hình ảnh mới năng động phát triển
của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Tôi thấy Việt Nam trong thời gian gần đây đã thực hiện rất tốt trong việc cải cách hành chính, thu hút các nhà đầu tư. Tham gia hội thảo tại Huế, tôi nhận thấy địa phương các bạn cũng đã có nhiều cách làm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn. Chính quyền đã vào cuộc nhiều hơn với nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như giảm thời gian thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ứng dụng Huế S để doanh nghiệp phản ánh. Tôi nghĩ khi chính quyền đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thì tỉnh sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp hơn. Để nâng cao chỉ số DDCI cũng như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và đồng hành cùng doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển bền vững. Nhiều hoạt động được tỉnh thực hiện như tổ chức các hoạt động Innovation Day, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đối thoại cùng hệ sinh thái khởi nghiệp, các doanh nghiệp, các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, thương mại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cũng như tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án để thúc đẩy đầu tư. Cùng với đó, tỉnh cũng đã ứng dụng những giải pháp đột phá trong ứng dụng hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Với những cái dịch vụ mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai trong thời gian qua, thì đầu tiên nó đã tạo ra được là một cái môi trường sống tốt hơn cho mỗi cái cư dân tại Thừa Thiên Huế. Và trong những cái môi trường sống này thì rõ ràng cũng là chính là nơi để xuất phát cái sự hoạt động của các doanh nghiệp, hay bản thân của mỗi người chủ doanh nghiệp thì đầu tiên cũng là một cái người dân. Với tất cả những cái dịch vụ mà tỉnh đưa ra thì qua những cái sự kiện thực tiễn trong cái giai đoạn vừa rồi, như là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid, như là trong giai đoạn phòng chống bão lụt, hay là những cái nhu cầu thường trực trong cuộc sống, thì đến nay thì người dân đã tham gia vào cái dịch vụ đô thị thông minh với một số lượng là tăng là rất là nhanh, và qua đó họ đã thể hiện được rất nhiều cái quan điểm, những cái nhu cầu bức thiết của họ, kể như là họ cũng đã đánh giá rất cao cái sự nỗ lực của chính quyền. Và một cái đặc điểm cũng rất là đáng khích lệ đó là doanh nghiệp đã thấy thực sự là nhà nước đã vào cuộc, đã tạo ra cho mình một cái môi trường hoạt động, một cái môi trường để có thể là kinh doanh trong những cái điều kiện đang rất là khó khăn của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Những năm trở lại đây, việc thực hiện bộ chỉ số DDCI là bước tiến quan trọng của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương để có những cải thiện tích cực hơn trong các mối quan hệ xã hội giữa chính quyền với doanh nghiệp. Những cải thiện trong cải cách hành chính để tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển, trở thành một cực năng động của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, khi Nghị định 126 năm 2020 yêu cầu các ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế có hiệu lực, nhiều người kinh doanh online ngay lập tức đã chia sẻ các chiêu trò trốn thuế. Cách thức trốn thuế thì nhiều, tuy nhiên đó chỉ là mong muốn chủ quan từ phía người bán. Về phía người mua hàng, họ cảm thấy thế nào, chiêu trò trốn thuế ra sao sẽ được đề cập qua phóng sự sau. Nghị định 126 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực. Người kinh doanh online là một trong những đối tượng được cơ quan thuế ra soát trong các cá nhân có nguồn thu từ môi trường trực tuyến. Các thông tin này bao gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế, người mở tài khoản và ngày đóng tài khoản. Đây được xem là công cụ để quản lý kinh doanh trên không gian mạng. Ta là công dân, chúng ta có kinh doanh, có doanh thu, có lợi nhuận thì dứt khoát phải có đóng thuế cho nhà nước. Đó là cái điều mà bất kỳ ai cũng phải làm. Tuy nhiên, ngay khi nghị định này có hiệu lực, cộng đồng bán hàng online đã chia sẻ với nhau cách thức đối phó lại cơ quan quản lý. Nhiều người bán hàng online không ngần ngại công khai yêu cầu người mua khi chuyển khoản tiền hàng không cần ghi thanh toán tiền hàng gì, không nhắc đến từ hàng hóa và chỉ cần ghi nội dung, tên và chụp màn hình chuyển khoản là được. Tuy nhiên, về phía người tiêu dùng cũng đã có những phản ứng. Theo em nghĩ là không nên làm như vậy. Trốn thuế là một hành động trái pháp luật rồi. Nếu mà em biết thì em sẽ có thể nói chuyện với bên ý, hoặc là nếu mà bên ý vẫn cố tình làm thì em có thể chụp lại và gửi cho các cơ quan. Em thì em không đồng tình với việc làm như thế, bởi vì nếu mà em đồng tình thì nó như một việc là em tiếp tay cho người ta trong việc trốn thuế. Để né tránh nghĩa vụ thuế, những người bán hàng có nhiều chiêu trò để trốn thuế như khuyên nhau nên chia nhiều tài khoản nhận tiền, đổi nội dung chuyển khoản mua hàng. Hầu hết đều kín đáo hơn về giá bán và thông tin tài khoản nhận tiền thay vì công khai như trước. Tuy nhiên, những chiêu trò này là vi phạm pháp luật nhà nước. Cái nghĩa vụ quan trọng nhất của kinh doanh đấy là nộp thuế. Anh không muốn nộp thuế thì tốt nhất là anh đừng kinh doanh nữa.
anh vi phạm pháp luật không nộp thuế thì không những bị xử phạt hành chính mà nếu mà trốn thuế 50 triệu thì là có thể bị xử phạt hình sự rồi. Theo Tổng cục Thuế, nguyên tắc chấp hành thuế của các cơ quan tổ chức là phải tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Mọi trường hợp trốn thuế bằng cách này hay cách khác cũng sẽ bị cơ quan thuế tìm ra dựa trên các dấu vết thanh toán, hồ sơ thanh toán, giao dịch trên thương mại điện tử. Chuyển sang những tin tức khác. Ngành lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra mục tiêu trong năm 2021 trồng mới 6.000 ha rừng tập trung, 1.400 ha được cấp chứng chỉ FSC, nâng độ che phủ rừng đạt xấp xỉ 57,39%. Hiện nay, nhu cầu cây giống trồng rừng trên địa bàn tỉnh khoảng trên 25 triệu cây một năm, phần lớn được các đơn vị sản xuất giống trên địa bàn tỉnh đáp ứng khoảng 70%. Số còn lại, người dân sử dụng nguồn giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc, khó kiểm soát. Ngành kiểm lâm đang phối hợp với các địa phương quản lý thị trường, tiếp tục theo dõi giám sát nguồn giống trên thị trường, kiên quyết xử lý, loại bỏ các loài giống không rõ nguồn gốc. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân đăng ký số lượng tại các hợp tác xã, đơn vị để có biện pháp sản xuất, nhập giống đảm bảo chất lượng, thân thiện với môi trường, cung ứng nhu cầu sản xuất vụ mới. Tỉnh đã phê duyệt đề án sản xuất giống lâm nghiệp từ năm 2020 đến 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cây giống trồng rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh khoảng 25 triệu cây một năm. Trong đó keo các loài chiếm 80%, trên 90% giống lâm nghiệp được kiểm soát. Trên địa bàn tỉnh có trên 90% cơ sở giống cây lâm nghiệp đầy đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, với 80% cây con được gieo ươm bằng phương pháp vô tính, phục vụ kế hoạch trồng rừng gỗ lớn của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số được xem là cơ hội để áp dụng công nghệ để tạo ra những thay đổi nhanh chóng về mô hình, cách thức và phương pháp dạy học. Việc chuyển đổi số, số hóa thông tin dữ liệu trong ngành giáo dục đã diễn ra từ lâu, nhưng đại dịch COVID-19 khiến cho cuộc chuyển đổi này tăng tốc mạnh mẽ hơn trong công tác dạy và học tại các trường đại học. Việc học giọng nói của sinh viên khoa tiếng Đức trường Đại học Hà Nội. Thay vì phải dùng băng để thu lại tiếng như trước kia, sinh viên có thể thu bài dịch của mình ngay tại chỗ và file bài tập cũng ngay lập tức chuyển đến máy của giảng viên. Với những phong máy hiện đại như thế này, việc học tiếng của sinh viên ngoại ngữ thuận lợi hơn rất nhiều. Trong quá trình học thì bọn em có thể tra cứu ngay lập tức ở trên mạng với Internet, nó rất là nhanh chóng. Những cái bài thầy gửi thì thầy cũng sẽ gửi ngay trực tiếp qua phần mềm, thì bọn em có thể download về và trực tiếp làm việc trên máy. Giáo viên và sinh viên đều luôn luôn phải năng động và phải tiếp cận với công nghệ thông tin để có thể sử dụng được các cái phần mềm. Đấy, hàng ngày nghe các bản tin, nghe các cái bài phát biểu đấy, và nghe các cái phóng sự trực tiếp. Và đây cũng là một cái nguồn học liệu rất là mới và hướng học sinh đến một cái môi trường rất là mở. Còn đây là hệ thống thư viện số của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Chỉ với tài khoản đã được cung cấp, sinh viên có thể tiếp cận hệ thống tài liệu số ở bất cứ đâu, thời gian nào, thông qua ứng dụng Bookworm trên nền tảng di động. Em có thể dễ dàng tìm bắt đầu sách hơn, và bên cạnh đấy thì em cũng có thể mượn sách và không cần phải di chuyển quá nhiều. Em chỉ cần có thể có một cái iPad hoặc là một cái điện thoại là em đã có thể mượn sách và đọc sách được rồi. Bạn đọc đến với thư viện số Đại học Gia Hà Nội ngồi tại nhà, học online và truy cập thư viện số là tăng gấp 5 lần với cùng kỳ năm ngoái. Là mặc dù Covid xảy ra nhưng mà quá trình học tập online, nghiên cứu online và sáng tạo online giảm cách rất hoàn hảo và gấp rất nhiều lần so với đợt trước khi bùng dịch. Giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025. Thực tế cho thấy, kết quả dạy học online trong thời điểm dịch COVID-19 vừa qua vô tình đã tạo ra động lực để chuyển đổi số trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ như trước đây, các cái chương trình đào tạo của trường thì cũng có một số chương trình thì có cái tỷ lệ áp dụng là rất là thấp. Tuy nhiên thì sau cái đợt vừa rồi thì cái tỷ lệ tăng rất cao, có những khoa tăng từ 50 đến 70%. Thay vì học sinh đến lớp để học các bài giảng thì các em sẽ phải nghiên cứu các cái tài liệu đã được số hóa nhiều hơn. Và đến trên lớp, thay vì cái câu chuyện là học thì sẽ cần phải thay đổi sang cách là trao đổi, làm việc theo nhóm hoặc là sử dụng, tức là xây dựng, hoàn thành các cái project. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái phần rất là quan trọng trong cái vấn đề về thay đổi tư duy học tập của sinh viên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn cần tổ chức lại hoạt động chuyển đổi số một cách bài bản, đồng bộ hơn để nâng cao hiệu quả. Hiện nay, các trường vẫn đang chuyển đổi số theo cách riêng của mình và đa phần xem như một loại hình dịch vụ. Do đó, việc ra một quy chế hay một quy trình chuyển đổi số trong trường học là hết sức cần thiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1 năm 2021, không khí lạnh hoạt động với tần suất mạnh. Không khí lạnh hoạt động mạnh nên xuất hiện nhiều ngày rét kéo dài.
Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khoảng từ 3 đến 4 đợt rét đậm rét hại. Nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ, Trung Bộ thấp hơn khoảng 0,5 đến 1 độ so với giá trị trung bình nhiều năm. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại chủ động đối phó với hiện tượng thời tiết này. Các tỉnh thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh, đồng thời triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất. Còn bây giờ, như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định và suy yếu chậm nên ở Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ tăng chậm, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 18 đến 20 độ, độ ẩm từ 92 đến 95%. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, thành phố Huế nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, A Lưới nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, Nam Đông nhiệt độ từ 17 đến 20 độ. Thời tiết biển có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 6 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5 giật cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m.